chú, các anh chị và các em nhỏ và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ ăn một món là lẩu gà nấu lá giang nha. Thì mình nấu với lại là chân gà nè các bạn, với lại thịt chân gà, với lại thịt gà, cánh gà nha các bạn. Và đây là đậu bắp, mình bỏ vô nguyên trái luôn để cho nó ăn cho nó ngon nè các bạn. Đó, nguyên trái luôn đậu bắp. Còn đây là rau kèo nèo, rau nhút để ăn kèm nha các bạn. Thì mình có một chén nước mắm để mình chấm. Giờ mời các bạn ăn lẩu gà nấu lá giang nha. Đó, thì đây nè, đậu bắp nè, mời các bạn nha. Mình gửi luôn trái á, ăn này thì nó ngọt hơn ha các bạn. Mình có ngó sen nữa các bạn, ngó sen nè, mời các bạn nha. Gà các bạn, nguyên cái đầu gà không. Lẩu mình ăn kèm với bún nè các bạn. Đó. Ngon lắm. Rau này mình đã trụng sơ qua nước lẩu các bạn, nên mình chấm mình ăn kèm ngon quá chừng. Đây là chân gà các bạn. Mình múc một tô về cho nó tiện các bạn ơi. Thì không có đem cái nồi lẩu lên nha các bạn. Thì rau thì mình trụng sơ, nên mình không có đem lò rỡ, mình nhúng trộn lên thì mình ăn liền các bạn, thì nó cũng nóng. Đây bún mà rồi các bạn ăn gà nấu lá giang ngon các bạn. Nó cái vị nó chua mà chua của lá giang các bạn, ngon. Cái này gà á, mình mua gà mà gà ta nha các bạn. Rồi các bạn mua thêm nữa cái chân gà nữa, bỏ vô ngon lắm. Mình thấy cái món này cũng dễ nấu các bạn ơi, nên mình không có quay cái review cái cách nấu các bạn. Ăn lẩu mà có rau nhút là ngon tuyệt vời luôn á các bạn. Ngon á. Đây, lá giang này các bạn, mình phải bỏ lá giang mình vô mình nấu trước nha các bạn, cho nó nhừ nó mới ra cái nước ngọt, nước chua ấy ha. Nếu mà nó chưa chua thì các bạn muốn ăn chua nữa thì các bạn bỏ thêm me hay hoặc giấm, nói chung tắt cũng được các bạn. Tại theo mình á, ở nhà mình là mình thường xài nước tắt nha các bạn, tắt nặng ra hả, vô cái vị chua nó thơm, thơm mùi tắt ngon các bạn. Nước nó trong nữa. Mình nấu với me cũng được, nhưng mà nước nó đục các bạn ơi. Nước nó đục cái màu me. Cái màu me nó nâu nâu á, nó đục. Thì các bạn nấu thử tắt đi. Rất ngon luôn á.
còn nấu với giấm á các bạn. Mình thì không có chịu được cái mùi giấm các bạn, nghe cái mùi giấm nó gắt quá nên mình không có nấu với giấm, mình không thích. Đây là chân gà mình chặt ra làm hai các bạn, nên mình nấu dưới tắt các bạn. Nếu các bạn nào mà chưa nấu dưới tắt thì các bạn nấu thử đi, thì mình ăn tắt ra mình lấy hột hết, xong rồi các bạn nấu á nó chín xong rồi các bạn tắt lửa đi, rồi các bạn hẳn niêm tắt vô nha, tại vì sợ nó có bị đắng các bạn. Thì mình người vậy thôi chứ nó không có đắng đâu, nó vẫn ngon nha các bạn. Tại mình nấu lẩu thì mình bỏ luôn vô cũng được. Còn ở nhà mình á nấu canh chua các bạn, mình thường nấu tắc nên canh chua mình nấu nó chín rồi, nó tắc rồi mình mới bỏ nước tắc vô. Hương vị đậm đà, vừa ăn ngon lắm các bạn, vừa chua của lá giang, vừa thơm của mùi mờ gai được các bạn, kèm với rau nữa thì hết ý luôn, ngon quá. Cái cà bắp mình để nguyên trái. Gà ăn nó ngọt hơn các bạn ơi, ngọt lắm. Nếu nhà các bạn nào mắc người á thì mua một con gà được rồi, đừng mua thêm chân thì nó rất là nhiều. Nhưng mà mua gà ta nha, đừng có mua gà công nghiệp. Gà công nghiệp nấu nó mềm, ăn không ngon các bạn ơi. Gà ta các bạn nấu nó dai, ăn nó rất là ngon nha. Cái này là chân gà mình mua mới thêm là các bạn, mình chặt ra làm hai. Nấu thì cũng đông người ăn lắm các bạn, nên mình múc cũng có số lượng thôi, còn ở dưới thì để cho mấy tụi cháu với em nó ăn, cho mình không có múc nhiều ha các bạn. Mình cũng là một tô này thì quá trời quá đất, mình sợ mình ăn cổng hết nữa. Mời các bạn cục qua trứng gà. Trời, nó bị có đàm hay gì các bạn ơi, nó cứ nói chuyện mà cứ nó éo éo rồi vậy. Ngon, chân gà mềm, nấu mềm ngon. Dĩa rau nhút quá trời các bạn, ăn rau nhút đã luôn á. Mình ăn mà mình quên một thứ các bạn, quên pha cà phê rồi. Thôi kệ, chút xuống pha uống sao. Món yêu thích của mình đó. Dạ.
Đây nè các bạn, đây là cái cần cổ, cái cần cổ của con gà. Cái cần cổ là cái lâu cái gì bậy, nó bậy lông lông nên cái da ăn rất là ngon nha. Da béo ngon lắm các bạn. Mình còn trái cà bắp mình ăn cho hết luôn đi. Ngon. Còn trái cà bắp nữa các bạn. Quất luôn nha. Còn nó trái chứ. Quất luôn cho sạch luôn. Ngon. Hết các bạn. Không nói rồi. Nước đậm đà nghe ngon. Mình ăn lại tô cũng sạch các bạn. Rau mình trụng nhiều quá mình ăn không nổi, tại vì mình bỏ bún nhiều quá, mình ăn bún á các bạn nó no rồi. Thì cái video của mình cũng kết thúc lại đây các bạn ơi. Nếu các bạn nào có thích kênh của mình thì hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ nha. Hãy bấm kênh Phan Hồng Thanh tổng hợp ăn uống và ẩm thực nha các bạn. Và bây giờ máy bay tạm biệt cô chú các anh chị và các em nhỏ và các bạn. Cho hai trái tim, hẹn video lần sau. Máy bay. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Máy bay.